Cứ mỗi lần cái máy này nó kêu mình lại càng hồi hộp. Đây lấy cái que này này. Đây là chỗ nào đây? Đúng chỗ đấy. Trong này nhiều mùn nhỉ? Ừ. Nó kiểu như là cái... Cát, cát, đúng không? Không phải cát, cái này là cái mùn... Ui rồi vãi. Vãi. Ui, cái này còn còn nguyên đến đầu anh ấy. Cái này còn nguyên đầu. Ui. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, các phe địch của chúng ta không thể ngờ rằng bất cứ nơi nào cũng có thể giúp cho quân đội Việt Nam tạo lên một căn cứ bí mật với hiệu quả cao. Rất nhiều nơi vẫn còn chưa ai biết tới cùng với những dấu tích còn sót lại. Hãy cùng theo chân nếm về với Uông Bí Quảng Ninh để khám phá một trong những căn cứ bí mật ấy nhé. Quý vị các bạn thân mến, chiến tranh du kích đã tạo nên thương hiệu của quân đội nhân dân Việt Nam khi chúng ta đã đẩy lùi được những đế quốc hùng mạnh như là Pháp hay là Mỹ. Và để làm được điều đó thì quân đội nhân dân Việt Nam đã phải sử dụng những cái địa hình hiểm trở mà thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam. Và ngay tại cái vùng đất mà mình đang đứng đây thì mình thấy là có rất nhiều những cái dãy núi đá cao, và núi đá thì sẽ tạo nên những cái hang động. Và phía bên này là một cái hang có tên là hang hổ, và hang này thì chỉ có người dân địa phương mới biết thôi. Trước đây đã từng là một cái hang mà quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng để cứu chữa những binh sĩ mà bị thương. Và đồng hành với mình ngày hôm nay là một người anh. Đây, anh Luận đây. Đấy, ui. Chuyên, chuyên đi... Xin chào tất cả mọi người. Đấy, anh Luận là người Quảng Ninh, cũng có một cái kênh làm vlog. Thì anh ấy cũng có những cái thiết bị rất là chuyên dụng như thế này để chúng ta có thể là tìm được kim loại. Và hy vọng là với sự giúp sức của anh Luận cũng như là một cái thiết bị này, gọi là thiết bị gì anh nhỉ? Cái này là máy dò kim loại. Vâng, thì mình sẽ được tìm được một cái vết tích hay là một cái gì đó còn sót lại ở trong chỗ hang hổ anh. Hang hổ, ở đây người dân gọi là hang hổ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng leo lên đường vào trong hang quân y có tên là hang hổ, hay còn gọi là bệnh viện trong lòng đất nhá. Anh test máy chưa anh Luận? Yên tâm, test chuẩn rồi. Vâng. Ở đây người ta trồng nhiều vải anh nhỉ? Đấy, mình cứ đi dò với bạn này vẫn thấy thấy những đồ quanh khu vực này. Vâng. Mọi người có thể thấy là khung cảnh ở đây rất là yên bình rồi. Bây giờ không còn chiến tranh nữa, bà con có thể tận dụng từng những cái mảnh đất này để trồng những cái cây ăn trái như là cây vải như này. Cái vải này là vải gì đấy anh? Cái vải này là vải vải u, vải chín sớm. Vải chín sớm. Loại vải ra chín sớm nhất trong Bắc Giang và Hải Dương thì vâng. Chỗ vải chỗ mình đây là vải chín sớm nhất. Thế chắc là được giá lắm nhỉ? Được giá. Đấy. Nói chung là cái vải này thì đa số là xuất vào miền trong mới lại đi Trung Quốc. Vâng vâng. Cái mình đi bộ bao lâu nữa thì vào tới? Đây sắp đến rồi đây, đến chuẩn bị đến chân hang đây. Vâng vâng. Cũng không quá khó khăn đâu. Em đã từng đi rất nhiều những cái hang mà nó bị bịt kín vào cửa hang ấy. Nhưng ở đây chắc là do kiểu bà con canh tác ở gần đây ấy. Cũng làm lâu lâu vẫn có người vào chứ. Đây đây, nhìn này. Cái này thật ra mình cũng ít lên đây lắm. Vâng. Cái máy dò này có dò được ở dưới nước không? Cái này không, cái này chỉ dò ở bên trên thôi. Vâng vâng. Trên khô thôi. Đấy, may quá này có cái máy này. Mình dò từ ngoài cửa hang vào nhé. Vâng. Đây à, chúng ta đang ở phần cửa hang, hang hổ. Khu vực này là đậm tùm luôn. Cái này chắc là các cụ lớn tuổi cao niên trong làng chắc biết chứ. Có khả năng là biết. Vâng. Chỉ có tầm tuổi bọn anh này thì nói chung là... mình sinh sau để muộn không biết. Sinh sau để muộn nên là cũng không biết rõ lắm. Nhưng mà cũng có nghe một số người trung trung tuổi là đã biết rồi. Nhưng mà liệu là trước đây đã có cái cuộc giao tranh nào ở gần đây chưa? Liệu cái hang này có bị phát hiện không? Anh cái hôm anh nghe bác ấy nói là cũng có bị phát hiện. À. Ừ. Thế thì chắc còn là gần đây cũng có cái hang còn chứa cả đạn điếc anh tinh nữa mà. Thế đạn thì, dược ở đây. Thế thì anh dò dò chắc là còn cái gì nhỉ? À. bỏ lon. Em giật hết cả mình vừa nói xong câu chuyện đạn dược xong. Rất nhiều những cái vùng đất ở giáp biên Việt Nam hứng chịu cái trận chiến tranh biên giới ấy, thì có cả cái những cái bản cảnh báo về bom mìn. Vì vậy là khi mà đi tới những cái vùng chiến sự kiểu như thế thì chúng ta
phải hỏi trước về người dân, chứ không là những cái nơi mà chưa được dò mìn ấy thì rất là nguy hiểm. Đây là có những này, chắc là chắc bạn đi chơi ở đây, thanh niên lên đây cắm trại hoặc là làm gì đó trên đây. À, lên đây nó còn là vị trí ngắm ra rất là đẹp luôn này. Đây. Tuyệt vời luôn. À, ngắm toàn bộ chỗ này là, đây gọi là làng xã gì anh? Đây là thuộc khu Phong Thái. Phong Thái. Khu Hiệp Thanh. Vâng. Phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Vâng vâng. Ok đấy. Anh. Ồ, có vẻ như cái hang này trước đây cũng có thành nhũ anh nhỉ? Có mà. Em thấy có cả hương à, bát hương à. Đây thì thực ra thì những người dân xung quanh ở đây đấy. Vâng. Những người nói chung là những người từ thời ngày xưa người ta đã biết đến cái hang này. Vâng. Thì người ta rằm mùng 1 là người ta vẫn lên người ta thắp hương để tưởng nhớ lại những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh đây. Hy sinh ở đây. Để cho ghi ở cửa hang là đó nhá. Rồi. Đi, xin phép các cụ cho quay ở đây tí. Có rất là nhiều vị trí để cắm hương nên là mình cũng không thể xác định được là cái chỗ nào là kiểu vị trí cắm chính. Cắm vọng thôi đúng không? Ờ, đây này, cả trên ngoài nữa này, rất là nhiều luôn này. Cái này em nghĩ thành ngũ ngày xưa cũng còn nhiều nhưng mà chắc là chiến tranh bom đạn nó rụng hết xuống nhỉ? Ở đây là những cái nền gì đấy, nền bê tông gì cái đấy? Cái chắc là cái bậc thềm để đi lên trên này. Bởi vì trên này này, nó mình nghĩ đây trước nó là kiểu như là thoát nước à? Không phải thoát nước đâu. Cái này nếu là bệnh viện thì mình nghĩ đây là những cái giường. Cái giường. Cái giường để mà cho bệnh nhân nằm. Chứ thời ngày xưa thì không phải là một người một được. Vâng. Mà là phải nằm hết trải dài ra. Vâng. Đây được xây này. Đây họ tận dụng những cái đá lấy luôn ở trong động này để làm. Mà xây này nó không phải xây kiểu như mình xây gạch bây giờ đâu. Vâng, lấy đá luôn. Ừ. Cả bạn bên kia nó cũng là những cái bậc luôn, bậc để làm luôn. Vâng. Họ có khả năng là phân là những bệnh nhân nặng, bệnh nhân nhẹ nào. Vâng. Ấy. Bên này cũng được cắm hương này. Thông thường thì em thấy mấy cái hang mà kiểu chiến sự như này thì được sử dụng đa phần là ở cái thời chiến tranh chống Mỹ. Còn Pháp thì hơi hiếm. Dò thử xem có gì. Trong này nhiều rác quá nhỉ, chắc các bạn ấy đi chơi. Nếu mà người nào lần đầu tiên vào đây cũng sợ. Sợ. Nếu mà không hiểu lý do vì sao mà hương cắm ngập ngụa này. Rồi. Giải từ đây giải vào trong kia mà. Mình nghĩ là trong cái thời chiến ấy, khi mà... Gì đây? Lấy cái gì ấy không? Cắm một cái kim loại gì đây. Lấy cái gì gạt thôi. Lấy cái tay gạt đây luôn. Nào thế nhỉ? Kêu to lắm. Lấy cái gạt thôi, lấy gạt từ từ. Mọi người hãy cùng lại gần đây để xem thử xem là cái gì kêu ra vậy. Anh dí ở chỗ nào? Đây chắc là chỗ này này. Đây à? Ừ. Anh có hay đi lên đào? Ui, đây không phải à? Khiếp. Khả năng phía dưới sâu này là kim loại. Ui nhưng mà cái này thì đào khó lắm. À. Anh thử dò lại thử phát nữa này. Hay là dưới này nó là sắt nhỉ? Sắt bê tông. Đây toàn là chỗ này này. Nhưng mà khó quá bây giờ để mà tìm được. Các bạn mình chủ quan là mình đi mình cũng không mang những cái đồ mỗi khi nhờ? Mỗi khi đi là anh đầy đủ đồ cơ. Nhưng mà em thấy đây là một cái nền bê tông này hay là cái này cái cốt sắt rồi. Chết anh đập nhẹ chứ nhớ có vỏ đạn những thứ sót lại sao. Đây mọi người nhìn lại bởi vì cái này chắc xây khá lâu nên là cái vữa mà mình cũng thể đập được ra. Nhờ. Ừ. Ui, đây bên này cũng có hay sao anh? Đấy bên này cũng có. Thế vậy chỗ này là sắt rồi. Thế thì chắc khu vào sắt nó thuộc bê tông này. Thế thôi mình đi tiếp đi. Ừ. Em nghĩ chắc là do cái kết cấu sắt. Đấy để mình quanh cả cái khu này. Vậy là khu vực này là có hết rồi. Thế chắc cái nền móng này là cũng có. Là có sắt họ làm để giữ cho nó không bị vỡ. Vâng. Anh em không mang cuốc nhỉ? Ừ. Quên mất sơ ý quá. Đây, hương cắm rất là nhiều luôn này. Bạn bên này nữa. Không biết là mình có thấy được cái kiểu công cụ chữa bệnh, dụng cụ y tế nào không nhỉ? Trong đây thì không phải có bê tông đâu. Đá, đây đá, chắc là họ đập đá trên này xuống đá nhiều luôn. Lấy tay không thì ấy nguy hiểm quá nhỉ?
Sao đấy không kêu này anh? Vậy là có cái ấy. Đây đây đây, những cái mảnh của cái non. Mảnh của non ấy. Đúng rồi. Xin lỗi quý vị khán giả vì hôm nay anh em chuẩn bị hơi sơ sài về cái khoản đèn đóm này. Trên này nó cũng là một cái, chắc anh nghĩ là nó là một cái gian phòng gì đó. Vâng. Bậc lên này, xây rất là kiên cố này. Nói chung là cái hang này thì nó kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo. Xem cái nghe tiếng y gì vậy? À, cái máy này. Cái máy nó cứ phát ra tiếng này à. Lên trên này thử đi anh. Đây là bao gì đấy? Anh không rõ nữa. Bao đất. Cái hang này thực ra nó còn rất là sâu ấy. Sâu tít. Chỗ này đang bị sập hết xuống đây này. Anh nghĩ là bị sập. Bị sập đúng không? Ừ. Đây còn rất là sâu. Khi mà bay từ trên cao xuống thì chúng ta thấy là cái triền núi này nó rất là dài luôn, trải dài luôn. Ở ngay ven sông. Thử chỗ này nào. Anh thử khu vực này xem. Nó đấy rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ dò trong đây. Đấy, anh đi trước đi. Để em xoay cho. Cái gì đây? Nó rất là vỏ lon đúng không? Hai lại bê tông rồi. Thành sắt. Ừ. Cây sắt bé. Trong này rất nhiều. Nó có những cái đây này, sắt bê tông chỗ này. Ừ. Anh cứ bật cái đèn đấy lên cho sáng. Ừ. Đèn này em không đủ sáng. Chắc là vẫn là sắt chứ. Bởi vì chỗ này kêu to ấy. Em ngại nhất là đạn dược các thứ ấy. Bởi vì cái hang này chỉ có người dân địa phương là hay vào thôi. Bên dưới này bê tông này là sắt rồi. Ờ, lại là sắt rồi. Bởi vì dưới này bê tông là 100% sắt rồi. Hy vọng là hôm nay anh em sẽ may mắn tìm được một cái gì đó. Anh lấy cái này đi anh. Lấy cái que mà khẻo không có cái gì nguy hiểm chết. Ui. Đạn. Đây là một cái vỏ đạn. Từ, cái này còn đầu đạn không anh? Không còn. Cái này hết rồi đúng không? Đây. Mời mọi người, đây là cái, chắc là đạn của AK anh ạ. Cái này anh không biết, bởi vì súng dược thì anh không biết rõ về cái em đạn dược. Em cảm giác giống như còn đạn của AK-47 ấy. Nhưng mà không biết là quý vị khán giả, nếu mà có ai xem được video mà hiểu về những cái loại vũ khí thì có thể là để lại trong phần nhận xét nhé. Đây là một cái vỏ đạn ở bên dưới. Cái này được bắn rồi. Bắn chưa? Nhưng mà nó không còn tút thì là bắn rồi đúng không? Là hết rồi. Chỉ còn mỗi các tút thôi. Chết, em không hiểu tại sao mà khi mà mình thấy cái vỏ đạn này mình lại đang thấy hơi sợ chút, bởi vì là không biết là trong này còn những cái vỏ đạn nào nó còn hay không. Anh ơi, cái này để tao tạm đâu rồi? Mình cứ để tạm đây nhé. Mình sẽ để tạm đây ạ. Em bắt đầu thấy hơi sợ đấy. Cào khẽ thôi anh ạ. Đây là cào khẽ này. Cào khẽ không có nguy hiểm. Cứ mỗi lần cái máy này nó kêu mình lại càng hồi hộp. Nên lấy cái que này này. Nên chỗ nào đây? Đúng chỗ đấy. Trong này nhiều mùn nhỉ? Ừ. Nó kiểu như là cái... Cát, đúng không? Không phải cát, cái này là cái mùn... Ui dồi! Vãi! Ui, cái này còn nguyên đầu anh ơi! Cái này còn nguyên đầu này. Ui! Vãi thật! Xin lỗi mọi người, mình hơi... Ui, anh dí nó về chỗ khác kia. Này nó nổ không ấy? Cái này không biết đâu. Ui, mọi người vẫn còn nguyên tút đầu này. Đầu dỉ không? Ui, cái này cầm nặng phết. Trong vẫn còn thuốc đấy. Thì nó phải còn thuốc còn nặng như ủi. Chết, thế này thì để đâu nhỉ? Thôi để lại chỗ cũ đi. Mà để chỗ cũ không may người ta không. Ấy nhỉ? Để đấy mới nguy hiểm đấy. Em nghĩ là để vào cái hốc nào để trên này đi. Thế thì để anh trèo anh cầm để hốc. Từ từ nhá, từ bình tĩnh nhá. Mọi người bình tĩnh. Cái này thì
Thôi, hai cái mọi người xin tư. Anh cho mọi người xem lại đi. Đây. Em thấy có vẻ như hai cái kích cỡ này nó khác nhau đấy. Ồ gì, của hai loại rồi. Hai loại đấy. Loại này to hơn đây này. Ờ. Nhưng mà bên này cái gì xét hết rồi này. Thì xét nhưng mà cái này đạn này chưa nổ. Chưa nổ đúng không? Ui nguy hiểm nhỉ. Mấy chục năm rồi mà vẫn còn đấy. Thế đây, đây nhìn cái gì xét là biết là quá lâu rồi nhỉ. Quá lâu rồi. Đấy. Thế mà sao nó vẫn còn ở đây nhỉ? Này không may mà có đủ nhiệt là nó nổ ấy. Vâng. Thôi thế thì mình để lại chỗ cũ đi anh. Để không, hay cho lên trên kia. Trên. Yeah. Để anh xoay lên. Để anh cầm cái này xoay lên. Em xoay cho. Vậy em xoay cho anh đi. Cẩn thận nhé, khẽ thôi. Mọi người nếu mà có xem được video thì cứ đừng có mà lấy mấy cái vỏ đạn này ra nhé. Không biết là để dần theo thời gian thì cái này nó có mất khả năng... Có chứ, bởi vì là nó sẽ... cái oxy hóa này, nhỉ? Nó oxy hóa đi. Thì cứ để tạm trong đấy đi. Hướng cái mũi vào trong này. Vào trong, vâng. Ok. Wow. Rất là hồi hộp mọi người. Thấy đưa mọi cái đèn xem bên trong thấy có gì này. Lại có cái gì rồi. Này, anh thấy có một hai cái nọ kiểu như là cái nọ ấy đấy. Lọ gì? Anh thử lấy thử nào. Hả? Thấy lọ gì? Đây. Trong cái hộp số này mà cái kia là nó kiểu như mấy cái nọ cái gì nhỉ? Nó bằng thủy tinh đây này. Hay là lọ thuốc? Đây. Đây mọi người thử lại gần đây thôi. Lọ gì anh? Vẫn còn nguyên bằng nhện nhé. Bằng nhện nguyên luôn. Đây. Cái máy quay ở dưới khá dưới thấp. Ui giời. Đây, anh thử ở trên cao, anh thử trên cao, anh quay thử cho mọi người xem. Đây, anh quay thử thế. Cái gì đấy? Là gì đấy? Toàn tiếng nước ngoài thôi. Thế anh cầm thử xuống đấy. Cầm xuống nhá. Đây mọi người nhìn thấy nguyên bằng nhện này. Phải trèo lên mới nhìn thấy được. Vâng. Hay nó là cái thuốc hóa học gì? Thế thì anh lấy cái gì lót tay vào không? Sợ thuốc men gì nguy hiểm không? Một nọ nặng, một nọ nhẹ. Này. Ui. Han để ý rồi. Bục rồi. Ồ, anh cứ cầm. Cầm cái nhé. Ờ, có tiếng Nga à? Hay là tiếng gì ấy? Tiếng này kiểu như, anh chả biết nó tiếng để, gì đây, anh cầm xuống đấy thử nào. Xem còn gì nữa. Chúng... Ui, có một nọ thủy tinh nữa. Ừ, từ. Đây, cầm này xuống trước. Ủa, đi. Đây, nhờ máy quay bạn camera cầm. Thử xem là cái lọ này là lọ gì ấy. Này cái lọ này thì chắc là nó cồn đây là cái gì nó cồn đấy nhỉ. Ừ. Anh cẩn thận nó xước vào tay ấy. Đây. Em có dịch được cái này không? Em không dịch được đâu, cái gì pham lên này. Đây, cái này nhưng mà có vẻ như là dê na pham. Để em tạm sáng hồi nãy giờ nó tối đây. Mọi người thấy không? Đây là một cái... Là 1969 này. Đây. Ờ. Đây, 1969 luôn. 1969 đây. Mọi người hãy để ý cái dòng chữ này. 1969 đây. Đây, 1969 đây. Chỗ này này. 1969. Cái này mà 19 bao nhiêu? Đây, 1969. Như nhau. Đây là những cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng... Để thử dùng dịch xem nhỉ? Như trong này mất mạng rồi anh ạ. Trong này mất mạng à? Vâng. Ừ, mất mạng rồi. Cái này là panthenol. Giảm đau à? Nước panthenol thì giảm đau à? Nôn này như này thì thường là nói về những cái thứ mà có cồn tí ấy. Như kiểu methanol với cả ethanol ấy. Nó sẽ là... Cái này là dạng xịt này. Hay là nó là một đấy. Cái dạng xịt giảm đau. Giảm đau. Cồn như giảm kiểu bóng đá đấy nhỉ? Vâng. Bóng đá đau là mình xịt đấy nhỉ? Nếu mà mọi người biết về cái công dụng của cái loại thuốc này hoặc là những ai đang xem video có thể dừng vài giây đi. Vài giây search thử cho mình là cái panthenol spray này là xịt này. Spray này là xịt anh ạ. Spray xịt. Vâng, thì panthenol này chắc là một loại gì đó. Mình không giỏi tiếng Anh cho lắm thì mọi người hãy giúp mình để lại trong phần bình luận để cho chúng ta cùng hiểu biết về cái loại này nhé. Loại này thì có 140g đây này. Còn rất nhiều những cái nhẹ nhở nhẹ yeah.
Trời. Chứng tỏ là trong đây vẫn còn rất nhiều những cái dấu tích liên quan đến thời chiến. Đây là mình không tìm thôi. Vâng. Thì nếu mà mình tìm ở các ngõ ngách kiểu như là họ cất thuốc lên tủ thuốc ấy, tủ thuốc ở trên thuốc cao đấy. Đúng không? Yeah. Vâng. Em cũng chả rõ, nhưng mà hoặc là người ta đi chơi người ta cứ cầm đâu đặt đâu vứt. Đây còn bát đây này. Đây. Đây là đây, này, đây là những cái này này, những cái này là kiểu như là thuốc ấy này. Ôi anh cẩn thận. Họ rút cái này ra để đây, họ nhiều tiêm cái này. Ống tiêm đúng không? Để em zoom lên này. Đây, mọi người thấy nguyên cả những cái ống thủy tinh. Thằng này còn đá đá nhá. Xem có gì không? Từ từ nhá, cẩn thận đấy, không xước tay đấy. Wow. Toàn ấy thôi. Ui toàn đây, bỏ... phía dưới này, toàn ống này. Toàn vỏ thuốc thôi. Nhiều lắm. Những cái thủy tinh thì nó không phân hủy được nên nó vẫn còn. Vâng. Dạ. Thôi. Còn cái góc ngách nào, cái hàng này rộng không anh? Là phía sau bên kia nữa. Bên kia cũng còn nữa. Cái vỏ đạn anh cất kỹ chưa đấy? Cất lên trên, cái này để lên nhá. Vâng. Nguy hiểm quá nhỉ. Em từ lúc mà có cái tìm được cái vỏ đạn còn nguyên đầu ấy thì em đang thấy bị sợ. Chun à? Vâng, thật chứ bởi vì là hang này thì cũng không có biển hướng dẫn hay gì cả, ngoài kia thông tin cũng không có. Mà đa phần là người dân địa phương mới biết cái hang này thôi. Nên là mình cũng không biết chắc là nó có an toàn hay là không. Tốt nhất là anh em mình đi lên những cái phần mà chúng ta có thể nhìn thấy đường này thôi. Okay. Nhiều lắm. Ui đây rộng lắm, bên này này còn bao nhiêu cái bậc nữa mà. Ô, cái thìa này chắc là thìa ăn cơm của mới chứ. Cái này là mới. Thế mới thôi, thế chắc là kiểu người ta đi vào đây. Đây là một cái thìa. Không hiểu tại sao mà ở đây chắc chiếc dép này cũng hiện đại chứ nhỉ. Ừ đấy, chắc dép gần thời gần đây rồi. Bảo sao mà sẽ có rất nhiều những người họ đam mê cái bộ môn khảo cổ, bởi vì khi mà họ đi tìm kiếm như này họ mới biết được là nơi đó trước đây đã từng xảy ra những cái điều gì. Mình cũng rất là mong muốn là mình tìm được một cái gì nữa cơ. Đây, nọ thuốc này. Lại thuốc. À đây. Đây lại là một cái lọ. Thủy tinh. Lọ thủy tinh mọi người ạ. Đây này, trên này này. Đầu bọc cao su. Trên này này, ngày xưa chắc không có điện, vẫn dùng bóng đèn, vẫn còn cái đây. Nắp bóng đèn này. Đấy, đèn dầu đấy. Đèn dầu cái chỗ mà bao đèn dầu ấy. Đánh móc thử ra nhé. Thôi. Hả? Xước tay anh. Xem bên trong có gì nữa không? Móc nhá. Ừ. Mọi người hãy ủng hộ cái sự nhiệt tình của anh Luận bằng cách là thả tim cho anh. Ui giời, nhiều lắm. Okay, ngày xưa họ cắt bằng này nhỉ, chứ không em, như mình búng mũi đầu này xong phải không? Em chả rõ đâu, cái này mình phải những người trong ngành y thì mới hiểu được đây là gì. Của mình ngày xưa mình chỉ búng cái đầu xong bắt đầu là mình chọc cái kim vào, cái này họ cắt bằng tịnh luôn. Vâng. Đúng không? Giống như mình ngày xưa uống Philatop ấy nhỉ? Cái đầu này. Ừ, họ cắt được bằng này. Cắt được bằng luôn. Không như bây giờ đúng không? May quá à. Cái hang này nó cũng không quá sâu. À, bóng đèn ngày xưa trông hay nhỉ. Bóng đèn dầu ấy. Mà cái chụp để... Ờ, nhưng mình nó thon cái này tròn thời ngày xưa. Trên này chắc không có điện ấy. Vâng. Ờ, bóng này. Với cả là như thế này thì điện đóm chiến tranh thì làm sao có điện được. Các bạn thấy không? Bây giờ bác sĩ tiêm ở trong những cái phòng phẫu thuật phải sử dụng rất nhiều điện mới có thể là ấy chính xác được. Nhưng mà trong một cái tình thế mà ngàn cân treo sợi tóc rồi không còn cách nào khác thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái ánh sáng le lói này để lấy ven và chữa trị cho bệnh nhân anh nhỉ? Ừ, hết rồi. Cái này nó vẫn trong toàn ống tiêm thôi. Thời chiến à, khổ toàn, thật. Toàn cái... Sao họ lại vứt hết vào đây nhỉ? À, em hiểu rồi. Nếu mà vứt ra ngoài thì sẽ bị lộ. Đúng rồi. Lộ vị trí hang. Nên là các y bác sĩ thời đó đã phải tìm cách là đẩy tất cả những cái rác thải y tế vào trong những cái ngõ ngách như thế này. Và nếu mà những cái chỗ mà bị sập kia chắc là bà con cũng vứt hết cái rác y tế vào đấy anh nhỉ? Ừ. Anh cứ vừa đi vừa dò thử nên là có cái... Vừa nãy khi mà đứng ở bên ngoài mình thấy là cái dãy núi này rất là đẹp. Ngoài cái sự an toàn về bảo mật như thế này thì nó còn là một cái cảnh quan rất là đẹp. Thì lát nữa mình sẽ nhờ anh Luận
dẫn mình lên trên đỉnh núi để cho chúng ta thấy được cái địa thế của cái hang này cũng như là cái dãy núi này. Trong này có gì không anh? Không. Bây giờ anh cứ tìm ở đấy nhá, em sẽ tìm ở trên chân động. Ui. Giật đấy cả mình. Cái giày, rồi cái giày của anh. Ồ. Cái giày nó có một cái Em thấy có một chữ Trung Quốc này anh nhỉ. Đâu. Nhưng đây là chắc là các bạn ấy mới viết lên chứ. Trung Quốc. Mới viết. Mới viết đúng không? Chữ Đức cái chữ gì? Đức kia là anh ấy, nhưng mà đây chữ bên này này. Thế chắc là mới viết đúng không? Mới viết. Em thấy là một số hang động nó hay có những cái dòng chữ cổ động. Nhưng mà hang này thì em không thấy. Đây là bệnh viện này. Vâng. Không xem được là nó có chữ chỗ nào thôi. Thời gian đã trôi qua khá là lâu rồi. Và nhiều khi là các bạn mới đến, các bạn ấy cũng khác lên trên này nữa, nên đâm ra là chúng ta không biết được là cái chữ nào là chữ mới và chữ nào là chữ kiểu ngày xưa. Nghĩa quá, này đi mà lại dẫm được vào một cái viên đạn nữa thì cũng nguy hiểm phết đấy. Nguy hiểm phết đấy. Như vậy mình cũng không khuyến cáo mọi người tới đây đâu. Anh em đi khám phá. Gì kêu đây? Rồi ôi, nghe một đống đá này. Cẩn thận nhá. Hết sức nhẹ nhàng thôi. Em chả biết nhưng mà tại sao lại có kêu tiếng kêu gọi. Anh dí lại từ chỗ này thử nào. Mạnh lắm, nó là lông thôi. Cứ tiếng kêu càng mạnh thì càng nông à? Ừ, càng mạnh càng lông. Trên này thì không thể là bê tông được. Em chả biết đâu nhưng mà ui. Anh thử dí xem còn không? Để về. Đây phải không? Ui. Đây là một cái vỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Sắt rỉ ấy. Thế cho là sắt gì ở trong cái này mọi người ạ? Sắt rỉ. Em bỏ tay em ra xem nào, tay em có nhẫn rồi. Tao kiểu ác thế nhỉ? Em chịu thôi. Khiếp, anh cào mạnh thế. Cào thì không đến mức nó tạo ra một cái nhiệt nóng để nó nổ đạn thôi. Nhưng mà mình cũng nên cẩn thận chứ. Hồi nãy là anh dò thử cái này. Anh dò thử này. Chỗ này luôn. Tò mò đấy nhỉ, sao trên đá lại có cái này nhỉ? Đá có ngậm quặng được không? Đá này thì chắc là em không nghĩ không phải đá ngậm quặng đâu. À đây. Cái gì? Cục sắt. Sắt gì đấy. À đây nữa. Nó cái này nó khả năng nó là cái gì rồi. À đây không phải. Nặng phết. Cái này. Nặng lắm. Thế anh cho là anh thử. Đây, anh để em để đây thử. Hết luôn đây, anh cho thử với đây. Thế nó là cái cục này. Chứng tỏ cái máy này cũng chuẩn xác phết đấy chứ. Chuẩn mà. Rồi. Đây chúng ta hãy nhìn ra phía bên ngoài kìa. Mọi người thấy là cái cửa hang nó bao gồm hai phía đi vào. Và ở cái chính giữa này thì người ta vẫn giữ lại cái phần đá để nó làm một cái trụ cột giữ cho trần động nó không bị đổ sụp xuống. Và đây cũng là cái kết cấu tự nhiên luôn. Thì anh lại tìm được cái gì à? Không ạ, treo thử lên trên này. Hồi hộp quá. Video nếu mà có hơi dài thì mọi người cố gắng theo dõi xem anh em phát hiện thêm được điều gì nhé. Này không còn gì đâu. Không còn gì à? Không. Thế chắc là họ đốt cái gì trên này. Hay thôi anh Luận này. Anh em đi. Ra ngoài rồi. Anh theo anh có nên đi ra ngoài không? Không, mình đi vòng chỗ này đi. Hay đi vòng đi. Đây. Mọi người đi theo cùng với cả nếm. Và anh Luận đi ra phía bên ngoài kia.
chỗ này gì người ta đánh sập chỗ này gì? Em nghĩ là họ phải làm một phần đây này, chỗ này họ sẽ gài mìn trên này để làm cho cái trần động nó rộng ấy. Một số em đi, một số cái hai em đi nào. Mà cái này trước nó là cái lèn mà, họ lại có sự đào bới ở đây này. Hoặc là cái kiến tạo nó bị sụt lún sao, hoặc là bị sụt ném bom ấy, ném bom xong là nó rụng ấy. Nhờ. Ôi, này. Đây cũng có một cái bậc. Vâng. Cắm hương ở đây này. Ở đây họ lại cắm hương. Ở đây có hang gì đây? Em không hiểu tại sao mà họ anh để ý không? Cái bao đất núi này ở bên ngoài cũng có một bao này. Họ mang đất vào đây. Họ mang đất vào đây để làm gì? Đây, thắp hương này. Đây mọi người thấy không? Đây là mang đất núi từ ngoài cả. Hoặc là cũng có thể người thân người ta tưởng niệm cái gì đó nhỉ. Có người thân. Em cũng không phỏng đoán được. Trên này vẫn còn nhiều lắm này. Cái này chỉ có những bác cựu chiến binh từng được cứu chữa ở đây hoặc là ủa, từng tham chiến ở đây. Cái chiếu là mới chiếu từ bao giờ đây? Chiếu này em nghĩ là mới ấy. Chứ ngày xưa không có cái chiếu này đâu. Đúng rồi nhỉ. Đây là chiếu. Nhưng mà cái chiếu mới nhưng cũng mang tính chất cũng phải lâu lắm rồi. Ừ. Thôi. Đây. Anh em đi ra ngoài đi. Đây, hương cắm hương đây này. Đây là một cái bao đất. Hoặc là cũng có thể là những người mà ngày xưa đã làm ở bệnh viện ấy nhỉ. Vâng. Họ biết được là vị trí các nơi thì họ đến họ thắp hương. Em nghĩ thế đấy. Chỉ có một lý do như thế thôi. Đây lấy này. Thì ở trên dọc đường lên núi này anh em mình sẽ bắt gặp rất là nhiều mộ như này luôn này. Đây kiểu mộ vô danh đúng không anh? Đây là toàn mộ vô danh thôi. Nhưng đây mà có khả năng đây là những mộ của những liệt sĩ đấy. Vâng. Họ đã hy sinh ở những chiến trường gần đây hoặc là tại bệnh viện này, sau đó họ đưa ra họ chôn cất ở đây luôn. Vâng. Hiện nay thì những ngôi mộ vô danh này thì sẽ còn hài cốt của người mất ở trong đó, nhưng mà không biết là danh tính của ngôi mộ này hoặc là bà con thân thiết nên những chủ vườn vải ở đây họ sẽ luôn luôn dọn dẹp và thắp hương hàng tháng như thế này, cũng như là một phần để cho những hương hồn của những người đã mất được yên nghỉ. Giờ anh em cứ đi dọc cái vườn vải lên trên đỉnh núi nhỉ anh nhỉ? Đi. Nếu mà cái mùa vải mà chín thì em sẽ về đây chơi một lần nữa. Ok, mùa vải thì tranh thủ thời gian về đây chơi. Vâng. Ở đây sắp rồi, chuẩn bị rồi đây. Hoa đang cũng bắt đầu đông rồi. Chắc là rơi vào tầm khoảng tháng 6 7 nhỉ. Tháng 6 tháng 7. Không đến. Vâng. Tháng bây giờ tháng 2 phải không? Vâng. Tầm tháng 4. Vâng. Tháng 4 tháng 5. Ok anh. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào cái hành trình để lên trên đỉnh núi. Anh Luận này, vừa nãy anh có nhắc tới một cái hang ở ngay dưới chân này là hang gì đấy? Ê, anh cũng nghe người dân nói là cái hang đấy là cái hang nhà xác. Nhà xác à? Ừ, thì những bệnh nhân nào mà không qua khỏi, không cứu chữa được đấy, ừ, thì họ sẽ vận chuyển về vạ bên đấy. Để tạm đúng không? Để tạm, cũng như là bệnh viện nào cũng có một cái nhà xác ấy. Vâng. Mọi người thấy cái sự khó khăn của chiến tranh chưa? Rất là khổ. Tuy nhiên cái hang đấy là hang nhà xác, vì vậy là mình xin phép là không quay, bởi vì mình rất là ngại vào những cái chỗ tâm linh kiểu như vậy. Ô, nơi này đẹp không nhỉ? Đúng là một kỳ tích này. Em nghĩ chỗ này mà được đầu tư làm cái điểm ngắm hoàng hôn hoặc bình minh nhỉ? Ừ. Thì đỉnh luôn. Ôi, lên đỉnh thôi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Cảm giác như chúng ta đang được đi hang múa ở trên Ninh Bình ấy. Ninh Bình cũng có một cái kiểu hang múa mà xây dựng ở trên cái ngọn núi cao như thế này. Đây, anh em của chúng tôi đang trên một đỉnh núi. Làm thế nào để đi sát được mấy cái đỉnh cao cao kia? Đây, vẫn đi theo trên đỉnh này. Ngoài di tích lịch sử ở dưới hang hổ kia thì mình muốn cho chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của Việt Nam. Ở đâu đâu cũng có cái vẻ đẹp tự nhiên. Chỉ cần chúng ta có một cái góc nhìn hay ho đối với chúng là sẽ phát hiện ra. Ôi, anh Luận này. Ơi, đánh cầm máy nhá. Không, anh có biết cái hoa này tên là hoa gì không? Hoa này á? Ừ.
thì anh chỉ biết là nếu gọi dân dã bình thường nó là gọi là hoa xuyến chi à? Không, đây là hoa ngũ sắc. Ngũ sắc. Đưa lại anh cầm nhé. Cái hoa ngũ sắc này thì bây giờ họ đã thuần để làm hoa cảnh rồi. Tuy nhiên là nó đẹp như này nhưng mà nó cũng là một trong những cái loại cây mà thuộc độc bảng ngang. Tức là cái lá cây này chúng không nên ăn nhé. À, thế. Ừ. Đây là cây ngũ sắc. Tuy nhiên sờ như thế thì cũng không vấn đề gì mấy. Tự dưng thấy sợ sợ. Mọi người lưu ý nhé, cây hoa ngũ sắc này rất là đẹp nhưng mà nó vẫn là thuộc những loại cây thuốc độc bảng Nga, tương đương kiểu như trúc đào với lá ngón đấy. Ôi, nhìn bạn Tuyển bạn ấy đi nhanh thế nhở. Cẩn thận anh. Đấy, cái này hôm nay mới là chuẩn. Rất là mạo hiểm. À, cảm ơn anh. Xác rắn rồi. Rắn đây là theo như kinh nghiệm của mình thì đây là con hổ mang chúa. Đâu anh nhấc gì? Nó quá lột, là dài luôn. Lột lâu chưa? Cái này thì cũng được khoảng tầm cái này cũng phải tầm vài tháng rồi. Ừ. Ui nó dài lắm mọi người. Này, xác rắn đúng không? Nếu mà một con hổ mang bình thường chỉ đến đây thôi. Vâng. Hổ trâu cũng không thể dài này. Này nó. Ui, dài tí ra kia cơ. Đây, đây, đây. Con này phải tới gần 2 mét. Anh ạ. Con này phải mét rưỡi, 2 mét. 2 mét luôn. Cái trâu nó không ở cao. Ồ, anh ấy đi dưới này này. Trâu nó không ở đây. Đi bên dưới. Đi dưới anh ơi. Cẩn thận đi. Đây đi điều này này. Ôi, ở đây khu vực mình có hổ mang chúa mọi người. Ảo đấy. Trâu nó không phải là ở cao. Đúng rồi, nó không ở trên này đâu. Chúa đi. Mệt quá các bạn ạ. Thực sự rất là mạo hiểm. Trông mặt cắt không ra máu rồi. Ôi, sợ lắm bởi vì cái dốc này rất là cao. Nó từ trên này xuống á, nó vài chục mét. Nên là từng bước đi phải cẩn thận. Mọi người thấy cái sự nỗ lực của anh em chưa? Hy vọng là mọi người sẽ yêu mến Uông Bí Quảng Ninh. Yeah. Khi mà lên được trên đỉnh núi này thì bỗng nhiên là trời đổ cơn mưa. Nên anh em không thể lên được cái đỉnh cao hơn nữa. Chắc là để cái chuyến sau thời tiết đẹp thì mình mới lên đấy thôi. Hôm nay là dưới sự giúp sức của anh Luận và bạn Tuyển ở Uông Bí thì mình đã giới thiệu cho mọi người một cái hang di tích, đó là hang hổ. Hy vọng là mọi người sẽ biết nhiều hơn về những cái di tích lịch sử của Việt Nam nhá. Anh Luận có giờ gửi lời nào cho khán giả không? Hy vọng được rằng sau cái video này của em Lếm thì sẽ hang hổ sẽ nhiều người biết đến. Và nơi này cũng có thể là mọi người đến đây cắm trại vẫn được mà. Vâng. Bởi vì là cái view rất là ok đấy. Thì hy vọng được mọi người sẽ biết đến phương Nam Uông Bí nhiều hơn và qua những cái thước phim này của Lếm. Cảm ơn Lếm, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Tuyển nhá. Và một tay leo núi cừ khôi chuyên đi bắt dê trên đỉnh núi. Phải có Tuyển đi hướng dẫn mới lên được trên đỉnh núi rồi. Chuyến sau thì mình sẽ nhờ Tuyển dẫn lên trên cái đỉnh trên này để đón hoàng hôn và chụp ảnh đẹp nhất nhá. Tạm biệt mọi người.